các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu túi đựng điện thoại hình chú ích xinh xắn như thế này ha. Đây là mặt trước nè. Và đây là mặt sau. Phần yếm thì mình sẽ làm dạng dây đeo chéo ha. Mẫu này thì mình sẽ có sợi dây để đeo vào trong thân nè, mình sẽ làm dạng dây dài để đeo chéo. Phần đầu thì mình sẽ trang trí họa tiết chú ích. Và yếm cũng có trang trí ngôi sao ha. Đây là tay và chân nè. Thì đối với mẫu túi này, phần miệng túi mình sẽ làm ở vị trí của phần miệng ít luôn ha. Các bạn có thể để điện thoại vào bên trong. Ngoài để điện thoại thì phần thân túi nó sẽ có cái độ rộng vừa phải, mình cũng có thể nhét một số phụ kiện khác vào bên trong ha. Ở phần yếm và thân của ít á, mình có để cái khoảng nha, thì các bạn cũng có thể nhét tai nghe hoặc là một số phụ kiện mỏng ở vào bên trong như thế này để làm được mẫu này thì mình sẽ sử dụng len miêu cốt tông 125g và kim 2,5mm để móc phần thân ha. Đầu tiên thì các bạn cần tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn ha. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai mũi móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, mũi móc đơn thứ sáu sau khi hoàn tất được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên móc vào đây một mũi dời để ta kết thúc vòng lưu ý khi móc mũi dời kết thúc vòng các bạn kéo dài mũi móc lên sau đó mình gút lại để cái mũi dời mình vừa kết thúc đó, nó nhỏ lại ha thì khi mình kết thúc vòng nó sẽ không có bị điểm g ở đây móc lên một mũi móc xích Vòng đầu tiên hoàn tất có 6 mũi móc đơn tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai. Thì 6 chân đó vòng thứ hai các bạn móc cho mình 6 mũi tăng ha. Mỗi chân móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu ha. Móc vào hai mũi móc đơn nè. Hay còn gọi là mũi tăng ha. Làm tương tự cho năm chân còn lại. Mỗi chân mình cứ móc mũi tăng. Chân thứ ba cũng móc mũi tăng nè. Chân thứ tư cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ năm tương tự ha, hai mũi móc đơn. Và chân thứ sáu là chân cuối cùng cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Sau khi hoàn tất được vòng móc thứ hai thì mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn cho vòng móc này. Kết thúc thì tương tự như vòng đầu tiên, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời Kết thúc thì nhớ kéo dài sợi len sau đó guốc lại để mũi dời của mình nhỏ lại. Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục đến vòng móc thứ ba thì vòng móc thứ ba các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên cũng là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng dưới ha, móc vào một mũi móc đơn. Chân thứ hai sẽ móc mũi tăng, tức là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Như vậy là vòng này mình sẽ có được cụm móc như thế này, các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng ha. Một mũi móc đơn vào chân kế bên. Chân kế tiếp mình sẽ móc mũi tăng ha. Ta sẽ có được cụm móc thứ hai nè. Móc tương tự cho đến cuối ha. Thì khi móc đến cuối vòng hai chân móc cuối cùng sẽ tạo cho mình được cái cụm thứ sáu nha. Ta tăng được 6 mũi cho cái vòng móc thứ ba này kết thúc vòng nè tiếp tục đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời và gút lại cho mũi dời của mình nhỏ lại móc lên một mũi móc xích vòng móc thứ tư thì mình sẽ dựa vào vòng móc bên trên mình tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi ha thì hàng thứ ba của mình có một móc đơn sau đó là mũi tăng thì hàng kế tiếp tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ tức là mình sẽ có hai mũi móc đơn vào mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình chân đầu tiên một mũi móc đơn và chân thứ hai một mũi móc đơn có được hai mũi móc đơn mỗi chân chân kế tiếp móc mũi tăng ta sẽ có được cụm móc như thế này các bạn sẽ móc tương tự cụm móc này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha thì đối với cái hàng móc này nè vòng móc của mình là hai mũi móc đơn mỗi chân thì cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân nó là số chẵn thì đối với hàng này các bạn cũng có thể đảo công thức cho mình như sau ha hai mũi móc đơn là số chẵn thì mình sẽ chia đôi ra các bạn sẽ đưa cho mình mũi tăng vào chính giữa thì vòng này mình có thể đảo công thức như sau ha các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào chân đầu tiên chân thứ hai mình sẽ móc mũi tăng và chân thứ ba móc cho mình một mũi móc đơn như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này một mũi đơn một mũi tăng và một mũi đơn thì khi cộng lại mình cũng có được hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng ha các bạn móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng một mũi móc đơn sau đó là mũi tăng và một mũi móc đơn tương tự đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng thì ba chân móc cuối cùng cũng tạo ra được cụm thứ sáu ha một móc đơn sau đó là mũi tăng và kế tiếp là mũi đơn Hoàn tất được vòng này mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm móc như thế này. 6 cụm ha. Kết thúc vòng, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, vuốt lại, móc lên một mũi móc xích. Vòng móc tiếp theo tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi. Thì hàng này mình có hai mũi móc đơn mỗi chân, do mình đảo công thức nên các bạn sẽ không thấy rõ nè. Mình có hai mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Thì hàng kế tiếp tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên. Thì mình đã có là ba mũi mỗi chân ha mũi đầu tiên vào chân đầu tiên mũi thứ hai và mũi thứ ba có được 3 mũi móc đơn mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ móc mũi tăng đối với hàng móc này thì để ý cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân nó đang là số lẻ nè 3 mũi là số lẻ ha thì cái phần số lẻ này các bạn cứ móc đều như công thức cho mình tức là mình sẽ móc mũi móc đơn trước sau đó là móc mũi tăng sau cùng ha móc tương tự chụp này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì khi hoàn tất vòng móc này ta cũng có tổng cộng là 6 cụm như thế này ha. 3 mũi móc đơn mỗi chân nè. Mũi đầu tiên nè. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Sau đó kế tiếp sẽ là mũi tăng, mình sẽ có được cụm móc thứ hai ha, làm tương tự cho đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì ta sẽ có được 6 cụm như thế này, tăng được 6 mũi cho vòng móc này. Tiếp tục kết thúc vòng. Tương tự như những vòng móc bên trên thì vòng móc tiếp theo mình cũng tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên. Hàng phía dưới của mình là 3 mũi mỗi chân, bây giờ mình sẽ tăng lên là 4 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng ha. Các bạn sẽ móc cho mình 4 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi. Mũi móc đơn đầu tiên nè, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba và móc đơn thứ tư. Có được 4 mũi mỗi chân, chân kế tiếp móc mũi tăng. Như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Và đối với vòng này các bạn sẽ để ý cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân nó đang là số chẵn nè. 4 mũi là số chẵn thì vòng này các bạn cũng có thể đảo công thức ha, tức là mình sẽ đưa cái mũi tăng vào chính giữa. 4 mũi này chia đôi ra mỗi bên sẽ được 2 mũi thì đưa cái mũi tăng vào chính giữa ha. Các bạn có thể đảo công thức cho mình như sau Ta sẽ có 2 mũi móc đơn mỗi chân trước Sau đó kế tiếp sẽ là mũi tăng Là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc ha Tiếp theo sẽ là hai mũi móc đơn mỗi chân Thì ta sẽ có được cụm móc như thế này hai mũi mỗi chân, mũi tăng sau đó 2 mũi mỗi chân Thì khi cộng lại mình cũng có được 4 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng ha Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng Sau đó các bạn tiếp tục thêm nhiều vào móc như vậy nữa mỗi vòng thì cứ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi hàng kế tiếp sẽ là 5 mũi mỗi chân sau đó là 6 mũi mỗi chân 7 mũi 8 mũi ha cứ tăng tịnh tiến như vậy cho mình cho đến khi mình đạt được độ rộng của vòng tròn và lưu ý các bạn cũng có thể đảo công thức đối với những vòng móc mà có cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số chẵn nha đối với size này ở đây mình sẽ dừng lại ở cụm móc 7 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng nè ta đã tạo được cái độ rộng cho cái phần đầu của ít rồi ha thì đây là cái điểm cần tăng size ha. Các bạn sẽ dựa cho mình vào cái size của điện thoại mà các bạn đang sử dụng. Sau đó mình sẽ gặp cái phần mà mình vừa móc lại. Đưa cho mình cái điện thoại vào bên trong nè. Thì mỗi bên của cái vòng tròn này nó có thể chừa khoảng tầm 1 cho đến 2 cm ở bên hông ha. Khi hoàn tất được độ rộng của phần đầu rồi các vòng móc kế tiếp sẽ không cần phải tăng mũi nữa. Cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì size này của mình đang dừng lại ở vòng móc với 54 mũi móc thì mình sẽ móc 54 chân đó, mỗi chân một mũi. Móc tương tự cho đến cuối vòng, sau đó móc thêm nhiều vòng móc như vậy nữa cho đến khi các bạn gặp cái phần thân của cái phần đầu lại nè. Ta sẽ đạt được tầm khoảng 1 phần tư so với chiều cao của cái điện thoại mà các bạn đang sử dụng là được ha. Thì đây là cái mẫu túi mà mình hoàn tất nè. Phần đầu nó sẽ có chiều cao bằng tầm khoảng 1 phần tư so với chiều cao của chiếc điện thoại là được. Sau khi hoàn tất cho mình được cái phần đầu rồi bây giờ mình sẽ tạo cái phần miệng cũng như là thân phía dưới Các bạn sẽ đưa cho mình cái điện thoại vào bên trong nè Mỗi bên nó có thể chừa tầm khoảng 1 cho đến 2 cm ở mỗi bên Thì khi đã hoàn tất được cái phần đầu rồi bây giờ mình sẽ tách phần miệng các bạn sẽ gặp cho mình cái phần mà mình vừa móc nè theo cái chiều của cái mũi đầu tiên mà mình bắt đầu á gặp vào một bên như thế này đưa cái điện thoại mà các bạn sử dụng vào bên trong nè thì mỗi bên các bạn có thể chừa tầm khoảng 1 cm đi vào ha mỗi bên đi vào khoảng tầm 1 cm thì mình sẽ đánh dấu vào cái chân móc ở bên này và chân móc phía bên đối diện ha tạo được cái độ rộng cho cái phần miệng ở giữa hai cái mũi mà mình đánh dấu nè sau đó mình sẽ móc cái phần miệng mình sẽ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến chân mà mình đánh dấu ha Đến chân mình đánh dấu thì tháo kim đánh dấu ra, chân đó cũng móc một mũi móc đơn. Lúc này các bạn sẽ đếm cho mình cái số mũi móc đơn mà mình bỏ qua ở cái phần miệng nè, là cái khoảng cách giữa hai cái mũi mà mình đánh dấu là bao nhiêu mũi ha. Ở đây của mình sẽ là 19 mũi móc. Sau khi có được cái số mũi móc của cái phần chính giữa này rồi, các bạn sẽ móc lên cho mình bằng với cái kích thước số mũi này. Mình sẽ móc lên 19 mũi thay thế cho 19 chân đó ha. Lưu ý khi móc cái mũi móc xích các bạn nhớ lẫng tay, đừng có móc quá chật tay ha. Hoàn tất được 19 mũi nè, bằng với cái số mũi móc mà mình bỏ qua rồi thì tiếp tục đâm kim vào cái chân móc mà mình đánh dấu đối diện. Tháo kim đánh dấu ra ha, sau đó móc vào đó một mũi móc đơn. Như vậy là ở đây mình sẽ tạo ra được cái độ rộng cho phần miệng của túi nè, nhét điện thoại vào bên trong ha thì nó sẽ có cái kích thước vừa đủ để mình nhét vào các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng tiếp tục kết thúc vòng đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời guốc lại trong mũi dời nhỏ lại móc lên một mũi móc xích vòng móc kế tiếp mỗi chân cũng móc một mũi móc đơn Khi móc đến những cái chân móc của mũi móc xích mà mình gây nên ở đây thì mình có 19 chân các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Mình sẽ móc cho đến hết cái đoạn xích này. Ta tạo ra được những cái chân móc như thế này. Các chân còn lại thì tiếp tục mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối vòng và lúc này mình đã có được những cái chân móc cụ thể rồi các vòng móc kế tiếp cứ móc đều mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi các bạn đo với chiếc điện thoại mà các bạn sử dụng nè từ phần miệng túi đi xuống cái phần đáy nó sẽ bằng với kích thước của cái chiếc điện thoại ha thì sau khi đã móc thêm nhiều vòng móc lúc này cái chiều cao từ phần miệng đi xuống nó đã bằng chiều cao của chiếc điện thoại mà các bạn sử dụng rồi thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái vòng này bít lại cái phần đáy ở dưới ha Lưu ý có một số trường hợp khi các bạn móc các cái mũi móc đơn á, các cái mũi móc đơn của mình nó sẽ không có được thẳng hàng mà nó sẽ hơi bị lệch qua một hướng nè. Thì để kết thúc cái vòng móc tiếp theo này các bạn sẽ dời kim cho mình. Mình kết thúc cái vòng này khoan hãy móc lên một mũi móc xích mà dừng lại ở mũi dời sau đó các bạn tiếp tục dời mũi cho mình đến cái chân móc nằm ở phía bên hông ha. Thì lúc này cái mũi móc của mình nó đang nằm ở bên hông. Một đầu bên hông rồi thì bây giờ mình sẽ có những chân móc cụ thể để mình nẹp lại. Móc lên một mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại. Đối với cái phần đáy túi này các bạn có thể sử dụng cho mình mũi dời hoặc là mũi móc đơn cũng được ha. Mình sẽ đâm kim vào hai chân móc tương ứng với nhau. Đây, nẹp lại nè thì đâm kim vào hai chân móc tương ứng với nhau. Các bạn có thể sử dụng mũi móc đơn để nẹp hoặc là mình cũng có thể sử dụng mũi dời để mình nẹp lại nha, tùy vào sở thích. Cứ đâm kim vào hai chân móc song song như thế này. Móc vào các cái mũi dời hoặc là mũi móc đơn. Nẹp tương tự cho mình cho đến hết ha. Sau khi đã nẹp cho mình được cái phần đáy, bích lại phần đáy rồi nè, thì móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Giấu sợi len thừa ra phía sau ta sẽ hoàn tất được cái phần thân túi. Miệng túi đây ha. Để điện thoại vào bên trong nè. Bây giờ mình sẽ móc phần yếm. Phần yếm thì tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Mình sẽ móc lên một dây móc xích sao cho nó có cái số mũi móc xích bằng với lại cái số mũi của cái phần thân túi mình sẽ có 54 mũi móc ha móc lên cho mình 54 mũi móc xích lưu ý mũi móc xích móc lỏng tay chứ đừng có móc quá chật tay nha mũi đầu tiên nè móc xích thứ hai 3 4 5 6 7 8 9 10 sau khi hoàn tất được cái độ dài của đoạn xích các bạn sẽ đưa cho mình cái mặt phải của hàng xích nè là cái mặt có cái chữ V chồng lên nhau á sau đó mình đưa kim về cái chân móc đầu tiên đâm kim vào chân móc xích đầu tiên móc một mũi dời móc lên hai mũi móc xích lúc này mình sẽ có 54 chân móc các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến cuối vòng chân đầu tiên nè chân thứ hai cũng móc mũi kép đơn và làm tương tự cho đến hết 54 chân này ha Khi móc đến cuối vòng đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên móc một mũi dời Các bạn có thể guốc lại để mũi dời của mình nhỏ lại ha Từ đây móc lên hai mũi móc xích Vòng móc kế tiếp cũng tương tự như vòng mình vừa móc mỗi chân móc một mũi kép đơn Sau đó các bạn sẽ tiếp tục móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái chiều cao của phần thân yếm mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn Chiều cao của phần thân túi thì các bạn sẽ đo vào trong thân của túi điện thoại hồi nãy nè. Đây là phần thân yếm mà mình hoàn tất ha, khi đo vào thân túi điện thoại nè. Nó sẽ bằng một nửa hoặc là hơn một nửa so với chiều cao của phần từ miệng đi xuống đáy túi ha. Bây giờ mình sẽ móc phần chân. Thì cái phần ống quần ở bên dưới nè. Khi móc mũi dời kết thúc, các bạn sẽ đưa cho mình cái điểm bắt đầu của cái hàng móc. Đưa vào chính giữa này tùy vào sở thích độ rộng của ống quần mà các bạn sẽ đẩy cho mình cái mũi này vào bên trong sau đó mình sẽ đánh dấu ha từ phía ngoài vào nè ta sẽ tạo ra được cái độ rộng cho ống quần đầu tiên đây đây là độ rộng của ống quần đầu tiên ha các bạn sẽ đếm cho mình ở hai cái chân móc song song với nhau đây vào hai chân móc song song với nhau và các bạn sẽ đếm cho mình cho đến hết khi có được tổng số mũi móc của cái ống quần đầu tiên rồi thì tiếp tục từ phía bên còn lại các bạn sẽ đếm cho mình ở hai chân móc song song với nhau nha đây đếm hai chân móc song song từ chân móc mình đánh dấu ra phía ngoài thì đây sẽ là cái đầu còn lại nè từ đầu còn lại các bạn tiếp tục đếm ngược vô lại làm sao cho nó bằng với lại kích thước của cái phần ống đầu tiên khi đếm được bằng với lại kích thước của ống đầu tiên rồi đánh dấu vào hai cái chân móc đó. Như vậy là ở những chân móc chính giữa nó sẽ có số mũi móc bằng nhau ha. Móc lên một mũi móc xích. Thì đối với cái phần nẹp đầu tiên này ở chính giữa của hai ống quần ha, tùy các bạn có thể sử dụng mũi dời hoặc là mũi móc đơn để mình viền lại cũng được, ta cũng đâm kim vào hai chân móc song song như thế này. Sau đó móc vào các cái mũi móc đơn hoặc là mũi dời ha ở đây mình sẽ sử dụng mũi đơn nè thì khi nẹp số mũi móc nó sẽ tương đương với nhau ở hai bên các bạn cứ nẹp ở hai chân móc song song lại với nhau ha cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu khi đã nẹp được chính giữa rồi mình sẽ tạo ra hai cái độ rộng của ống hai bên nè bây giờ mình sẽ móc cái phần ống ha đây là độ rộng của phần ống quần nè Di chuyển kim đến chân đầu tiên của phần ống đầu tiên móc một mũi dời. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. Chân đầu tiên mà mình móc mũi dời đó tiếp tục móc mũi kép đơn vào cái chân móc đó, sau đó móc tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Khi móc được đến cuối vòng thì khoan hãy nối hai đầu lại vì khi nối hai đầu lại nó sẽ bị hở chính giữa nè. Các bạn tiếp tục móc thêm cho mình một mũi kép đơn ở đây nữa thì mũi kép đơn mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên mà ta nẹp ở cái phần chính giữa của đũng á. móc vào đó một mũi kép đơn sau đó di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này móc một mũi dời như vậy là ta sẽ có được cái độ rộng của phần ống quần ha các bạn tiếp tục móc thêm cho mình nhiều hàng mũi kép đơn nữa cho đến khi ta đạt được cái độ dài của phần ống quần ha tùy vào sai mà các bạn có thể móc cho mình thêm nhiều vòng tương tự phần ống quần này mình sẽ móc tổng cộng là ba hàng móc cho nó có cái chiều cao như thế này rồi thì tiếp tục đến cái phần ống tiếp theo các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc mà mình móc cái mũi nẹp cuối cùng á ở cái phần đũng ha kéo sợi len qua cái chân móc này từ đây móc lên hai mũi móc xích sau đó ta sẽ lần lượt móc các cái mũi kép đơn vào các cái chân móc ha chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ đó luôn móc vào mũi kép đơn sau đó di chuyển kim đến các chân của cái phần ống bên này mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cuối vòng sau đó móc thêm nhiều hàng để bằng với cái phần ống đầu tiên ha để tạo được điểm nhấn cho phần ống quần thì nẹp cho mình một hàng viền ở đây ta sẽ đâm kim ở phía sau của cái sợi len thừa này phía trước nó là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc thì phía sau là chân của mũi giờ là cái mũi mà mình hay guốc nhỏ lại đâm kim vào đó kéo sợi len qua chân móc móc lên một mũi móc xích lần lượt móc vào các cái chân móc mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến cuối vòng mình sẽ hoàn tất được phần viền ha các bạn sẽ viền cho mình cho hai ống quần luôn Khi hoàn tất được phần ống phía dưới rồi là ta đo với cái phần đáy của túi thì mình sẽ hoàn tất được cái phần thân yếm như thế này. Chọn cho mình một mặt làm mặt trước, sau đó sẽ đánh dấu ở hai cái chân móc chừa từ bên hông qua, mỗi bên khoảng tầm 1 cm cho đến 2 cm ha. Đánh dấu vào hai cái chân móc đó. Sau đó mình sẽ móc cái phần thân yếm đi lên. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút rồi, đâm kim vào cái chân mình đánh dấu đầu tiên bên này. Kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên hai mũi móc xích. Chân đó tiếp tục móc một mũi kép đơn và móc tiếp cho các chân còn lại cho đến chân mình đánh dấu. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn ha. Sau khi móc đến cuối hàng đến chân mình đánh dấu rồi, ta sẽ có được độ rộng của phần thân trên yếm. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng kế tiếp thì mình sẽ có những cái chân móc cụ thể rồi, mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn cho đến cuối hàng, sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái chiều cao của phần thân yếm phía trước. Mình có thể móc tầm khoảng 3 cho đến 4 hàng móc. Khi các bạn đo cái phần thân yếm lại nè, thì cái chiều cao của thân yếm bên trên nó có thể bằng khoảng tầm sắp xỉ một nửa so với cái phần mà mình đang còn chưa ở đây ha. Đây, khi đưa cái phần yếm vào nè, sát với phần đáy, thì cái phần thân yếm bên trên nó có thể bằng tầm khoảng một nửa hoặc là gần một nửa so với cái đoạn mà mình còn lại ở bên trên. Móc lên một mũi móc xích, sau đó cắt len. Bây giờ mình sẽ móc cái phần dây ha tiếp tục tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn kéo sợi len dài để thành một nút từ cái phần thân yếm nè mặt sau của thân yếm ha các bạn sẽ giống cho mình thẳng hàng với lại cái chân móc đầu tiên mà mình móc cái phần yếm ở trước á đây giống thẳng hàng như thế này đâm kim vào cái chân móc tương đương đó kéo nút vừa tạo qua chân móc này từ đây móc lên một dây móc xích có cái độ dài ha các bạn sẽ đo với cái phần thân của túi nè cái đoạn xích của mình khi mình móc từ cái phần thân sau ra thân trước phần dây mình sẽ tạo chéo ha khi các bạn móc xích đầu tiên mình đo nè đo chéo qua ngang với phần miệng trước ha từ đây đo chéo qua ngang tới phần miệng nè và thẳng xuống phía dưới này thì nó sẽ có cái đoạn xích bằng với kích thước này ha mình sẽ móc lên tổng cộng là 40 mũi móc xích. Đây thì như vậy là khi mà mình đưa qua nè, đưa chéo lên ngang miệng, thẳng xuống phía dưới thì cái đoạn xích này nó sẽ có cái độ dài như thế này. Đến đây rồi thì quay ngược đầu móc của phần yếm. Sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên của thân yếm này một mũi móc đơn. Lần lượt móc các cái mũi móc đơn cho các chân móc kế tiếp cho đến cuối hàng. Khi móc đến cuối hàng thì từ đây tiếp tục móc lên một dây móc xích bằng với cái đoạn xích ban đầu ha. Mình có 40 mũi móc xích. Hoàn tất được độ đà của đoạn xích rồi đưa kim ra phía sau. Mình sẽ đang chéo hai cái sợi xích này lại. Các bạn đếm cho mình cái khoảng cách từ chân mình đánh dấu đến cái đoạn xích đầu tiên là bao nhiêu mũi. Thì ở bên còn lại mình cũng đếm số mũi móc bằng với kích thước đó. Ta đâm kim vào chân móc mà mình vừa đếm được móc vào một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len ta sẽ có được cái phần dây của yếm như thế này ha bây giờ mình sẽ viền lại cho cái phần thân yếm của mình cũng như tạo cái độ dày cho phần dây đưa sợi len ra phía sau chọn cho mình một chân móc bất kỳ ở cái phần thân sau ha đâm kim vào một chân móc bất kỳ sau đó kéo cái sợi len qua chân móc móc lên một mũi móc xích lần lượt móc vào các cái chân móc kế bên mỗi chân móc một mũi móc đơn khi móc nhớ dấu sợi len thừa vào trong mũi móc các bạn sẽ móc cho đến cái đầu của đoạn dây xích thì đến cái đầu của đoạn dây xích rồi nè mình sẽ đâm kim lên những cái chân móc của đoạn xích này mỗi chân móc một mũi móc đơn các bạn sẽ móc cho mình cho đến hết cái đầu dây của đoạn xích luôn ha khi móc được hết cái đoạn xích đầu tiên thì để ý ở cái mặt phải của hàng mũi móc đơn mà mình đang viền nè theo cái chiều này thì lúc này mình sẽ viền ở cái phần thân hông của yếm ha mặt phải của hàng mũi đơn nè mình sẽ viền thân hông của phần yếm trước móc vào chân móc của cái mũi móc đơn móc vào một mũi móc đơn trước để ý phần thân hông của yếm mình sẽ có các cái thân của mũi kép đơn đây, thân của mũi kép đơn. Sau đó là chân móc ta móc mũi kép đơn. Tiếp tục là thân chân móc. Chân móc, thân chân móc xen kẽ chứ không có những chân móc liên tiếp. Thì các bạn sẽ lần lượt đâm kim cho mình vào chân móc chứ không đâm kim vào thân ha. Đâm kim vào các cái chân móc, mỗi chân móc hai mũi móc đơn để mình tạo cái phần viền cho nó đẹp hơn. Đây, chân móc cũng móc hai mũi móc đơn ha. Khi viền được đến cái phần thân hông rồi nè, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục viền ở cái phần thân dưới. Mỗi chân móc một mũi móc đơn ha. Cho đến cái đoạn xích. Sau khi viền được đến đoạn xích rồi thì móc vào các cái chân móc của đoạn xích, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến hết đoạn xích này. Khi viền được đến cái phần mà mình nối với cái phần thân ở phía trước á Thì đây là mặt phải của hàng mũi móc đơn Thì lúc này không có kết thúc ở cái phần thân hông nữa Mà cái điểm kết thúc của sợi xích này nó sẽ nằm ở bên trên của phần yếm Dựa vào cái chiều của hàng mũi đơn ha Tiếp tục mình sẽ viền lại ở cái phần thân trước này Thì để viền phần thân trước này Các bạn đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên với cái chân móc thứ hai để mình chụm mũi lại chân đầu tiên nè đâm kim vào chân móc kéo lên sau đó đâm kim vào chân thứ hai kéo lên và kéo qua ba đường trên kim để mình tạo được cái góc ở đây ha mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cái đầu còn lại đến đầu đoạn xích còn lại thì các bạn cũng chậm mũi tương tự cho mình ha, hai chân móc liên tiếp mình chậm lại thành một mũi. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến cái phần xích mỗi chân móc một mũi móc đơn. Các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến hết cái đoạn xích này ha và cứ để ý cho mình nè, cái mặt phải của hàng móc đơn của mình nè, khi mà mình đi theo một chiều như vậy thì ta sẽ hoàn tất được toàn bộ phần viền này luôn chứ không có cần phải cắt len nữa ha, mình sẽ viền được cho đến hết cái đoạn này cũng như viên hết thân sau luôn ha kết thúc phần viền đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó lên một xích cắt len và dấu len thừa vào trong mũi móc ta sẽ hoàn tất được phần thân yếm của ít như thế này hai phần dây của yếm khi mà mình đang vào trong thân của túi nè thì mặt trước sẽ đưa ra phía sau ha và mặt sau nó sẽ đang chéo lại với nhau Bây giờ mình sẽ móc phần chi ha. Đối với cái phần ngón á, thì các bạn sẽ móc cho mình hai vòng móc tương tự giống như là cái phần đầu của túi. Vòng đầu móc 6 mũi móc đơn, vòng 2 móc 6 mũi tăng, ta sẽ có được 12 mũi móc. 12 mũi móc này sẽ tạo ra 12 chân cho vòng móc thứ ba. Móc cho mình vòng thứ ba và thứ tư, mỗi chân là một mũi móc đơn. Ta sẽ có 12 mũi móc đơn và 12 chân. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến vòng móc thứ tư ha, mình sẽ gặp nhau ở vòng thứ năm. Sau khi hoàn tất được vòng móc thứ tư có hai hàng móc móc đều như thế này thì cái phần ngón nó sẽ có cái độ sâu như thế này. Kết thúc vòng tiếp tục đâm kim chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, guốc lại cho mũi dời nhỏ lại và lên một mũi móc xích. Đây sẽ là đầu ngón nè, tiếp tục cái phần thân của ngón. Các bạn sẽ chụm mũi cho mình ha. 12 chân này mình sẽ móc 6 mũi chậm liên tiếp. Ta sẽ lần lượt đâm kim vào hai chân móc liên tiếp với nhau và chậm lại thành một mũi ha. Đâm kim vào chân đầu tiên. Sau đó kéo len qua chân móc, giữ nguyên vị trí này, đâm kim vào chân thứ hai. Kéo len qua chân móc. Trên kim được 3 đường móc thì kéo len qua hết 3 đường trên kim. Ta sẽ có mũi chậm đầu tiên. Tiếp tục hai chân kế tiếp chậm lại thành một mũi đâm kim lần lượt vào hai chân móc kéo len qua ba đường trên kim ta được mũi chậm thứ hai móc tương tự cho mình cho đến hết vòng khi các bạn móc cho mình được tầm khoảng 4 đến 5 cái mũi chậm rồi nó sẽ có cái độ rộng như thế này mình sẽ nhồi một ít gòn vào bên trong cho cái phần đầu ngón nó có cái độ cứng cáp một tí sau đó mình sẽ móc cho đến cuối vòng ha ta sẽ hoàn tất được 6 mũi chậm liên tiếp vào 12 chân đó Kết thúc phòng thì đâm kim vào chân của mũi chậm đầu tiên móc một mũi dời. Lúc này mình sẽ có 6 chân móc cho vòng móc kế tiếp. Kết thúc mũi dời nhớ guốc lại cho mũi dời nhỏ lại ha. Lên một xích nè. Mình đang có 6 chân móc của 6 cái mũi chậm đó, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Thì các bạn sẽ móc cho mình 4 hàng móc móc đều cho cái phần chân của mình nè, cái phần ngón chân nó có cái độ dài ha mỗi chân móc một mũi móc đơn mình sẽ có 6 mũi móc đơn vào 6 chân Hoàn tất đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên một xích và tiếp tục móc thêm cho mình ba vòng móc như vậy nữa ha. Phần chân của ít mình sẽ có tổng cộng là 3 ngón cho mỗi chân thì các bạn sẽ móc cho mình hai ngón đầu tiên. Với cái độ sâu như thế này. Đến cái ngón thứ ba thì mình sẽ không cắt len và các bạn nối cho mình ba ngón lại với nhau ha. Để nối lại thì mỗi vòng của cái phần chân cuối cùng á mình có tổng cộng là 6 chân móc thì sáu chân móc đó các bạn sẽ chia đôi ra cho mình mình sẽ móc ba chân mỗi chân một mũi móc đơn trước đây là ngón đầu tiên nè móc cho mình vào ba chân đơn không? đầu tiên mỗi nè. chân móc một mũi móc đơn tiếp tục móc đơn thứ hai vào chân thứ hai móc đơn thứ ba vào chân thứ ba được ba mũi móc đơn vào ba chân rồi chia chuyển kim đến chân tiếp theo đến ngón tiếp theo hả mình cũng có 6 chân móc thì lần lượt đâm kim vào 3 chân liên tiếp, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Chân đầu tiên nè. Chân móc thứ hai, móc một mũi móc đơn. Chân thứ ba cũng móc mũi móc đơn. Được 3 chân rồi, đâm kim đến cái ngón thứ ba. Cũng làm tương tự ha. Ở đây mình có 6 thì đâm kim vào 3 chân. Chân đầu tiên chân thứ hai và chân thứ ba mình sẽ có được độ rộng của một mặt ở chân như thế này tiếp tục móc mặt còn lại ha thì mặt còn lại các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình ba chân của mũi móc đơn ở cái phần ngón đầu tiên này sau đó tiếp tục ba chân nằm chính giữa và ba chân cuối cùng ha khi móc mà gặp những cái sợi len thừa thì các bạn sẽ móc dấu vào trong mũi móc để ta cắt len không phải dấu len nhiều ha móc tương tự cho đến hết hàng. Sau khi móc đến cuối vòng tạo ra được cái hàng đầu tiên cho cái phần nối ngón chân rồi. Ta sẽ có được cái phần ngón bên dưới như thế này ha. Kết thúc vòng nè, làm tương tự như các hàng bên trên, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, cuốc lại cho mũi dơ nhỏ lại, móc lên một buổi móc xích. Hàng móc tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau ha. Mình sẽ có tổng cộng là 18 chân lúc này, thì 18 chân đó các bạn sẽ móc cho mình 6 cụm liên tiếp. Chân đầu tiên móc một buổi móc đơn. Chân thứ hai móc một mũi giảm. Chân thứ hai và chân thứ ba ha. Móc mũi giảm nè đâm kim vào chân thứ hai và chân thứ ba, kéo len qua ba đường trên kim. Ta sẽ được cụm móc như thế này, một mũi móc đơn sau đó là mũi giảm. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, ta sẽ có được tổng cộng là 6 cụm ha. Cụm thứ hai nè, một mũi móc đơn vào chân móc kế bên. Sau đó móc mũi giảm ở hai chân kế tiếp. Khi móc đến cuối vòng thì ta sẽ có được tổng cộng là 6 cụm móc, một móc đơn sau đó là mũi giảm ha. Mình sẽ tạo ra tổng cộng là 12 chân móc cho vòng móc kế tiếp. Kết thúc vòng. Vòng móc kế tiếp tiếp tục giảm mũi cho cái phần chân của mình nó có cái độ nhỏ lại nè, tạo ra được một cái độ nhỏ vừa phải ha thì các bạn tiếp tục móc cho mình thêm 4 cụm ở 12 chân móc đó thì mình sẽ móc 4 cụm tương tự như cái hàng phía dưới ha một móc đơn sau đó là mũi giảm chân đầu tiên một mũi móc đơn nè hai chân kế tiếp móc cho mình mũi giảm ta sẽ có được cụm đầu tiên ha móc tương tự cho đến cuối hàng ta sẽ có được 4 cụm liên tiếp kết thúc vòng thì vòng này mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 8 chân móc tám chân móc đó sẽ tạo ra cái độ rộng cho cái phần thân của chân các bạn sẽ móc cho mình từ hàng móc tiếp theo mỗi chân móc một mũi móc đơn ta có 8 mũi móc đơn vào 8 chân mỗi hàng móc như vậy sẽ có 8 mũi móc đơn móc tương tự cho mình thêm nhiều vòng móc cho đến khi mình đạt được cái độ cao của phần chân ha phần chân thì mình sẽ móc tổng cộng là bốn cái chân như thế này khi kết thúc mỗi chân thì các bạn móc lên một mũi móc xích sau đó mình sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài sử dụng đạn len này mình khâu vào trong thân của túi hai chân ở phía trên thì các bạn sẽ móc dài hơn so với hai chân ở phía dưới ha mình sẽ có bốn chân nè thì hai chân dài nó sẽ nằm ở bên trên còn hai chân ngắn nó sẽ nằm ở bên dưới độ cao thì nó có thể thay đổi nó có thể cao hơn hoặc là thấp hơn khoảng tầm 2 cho đến 3 hàng móc mình sẽ cho cái độ sau nó trên lịch khoảng tầm hai hàng móc ha sau đó mình sẽ khâu lại nè xỏ sợi len vào trong kim khâu chân dài thì các bạn sẽ khâu cho mình ở phần trên đây là cái phần miệng ha ngang miệng khi khâu ở những chân móc và ở phần thân thì mình sẽ đâm kim vào hai đường móc nằm ngang đường móc này nè sau đó đâm kim vào chân mà mình vừa đưa cái kim lên á đâm kim xuống và đâm kim lên chân kế tiếp đây là cách khâu ở phần thân của túi còn cách khâu ở phần chân thì mình sẽ đâm kim vào hai chân móc song song với nhau đâm theo chiều từ ngoài vào trong nè đây theo cái chiều mình đang khâu hả thì lúc này mình đâm kim vào hai chân móc tương đương của cái phần chân sau đó đâm kim vào hai cái chân móc nằm ngang ở phần thân khâu lại guốc lại ha tiếp tục nè đâm kim vào hai chân móc song song ở phần chân cũng như là hai chân móc nằm ngang khâu cho đến hết thì gió sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ở phần thân cắt len mình sẽ có được cái phần khâu ở chân trên tiếp tục khâu cái phần chân ở phía dưới thì phần chân phía dưới các bạn sẽ khâu cho mình theo cái vị trí tương đương ở chính giữa của phần ống quần ha lúc này thì để khâu cái phần chân dưới các bạn cứ khâu cho mình vào những cái đường móc tương ứng với nhau là được khâu cho đến hết thì dấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc sau đó cắt len ta sẽ hoàn tất được cách khâu cái phần chân ha các bạn sẽ khâu cho mình cho hai chân còn lại thì mình sẽ hoàn tất được cái phần thân của túi như thế này bây giờ mình sẽ móc phần miệng nè thì đối với phần miệng chọn cho mình một chân móc bất kỳ đâm kim vào chân móc kéo sợi len qua và móc lên một xích lần lượt móc các cái mũi móc đơn vào các chân móc cho đến cái khóe miệng khi móc thì nhớ giấu sợi len thừa ha Ở phần khóe miệng để ý mình sẽ có cái hàng móc của mũi móc đơn. Lúc này ta sẽ thấy cái thân của mũi móc đơn nè. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào thân của mũi móc đơn, móc vào một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục đâm kim vào cái chân điểm giao của phần thân dưới với phần miệng bên trên. Là cái chân móc điểm giao này nè, móc vào đó một mũi móc đơn nữa. Cái chân còn lại thì mỗi chân là một mũi móc đơn, làm tương tự cho khóe miệng còn lại và móc đến cuối vòng cũng móc vào chân điểm giao nè một mũi móc đơn sau đó vào thân của mũi móc đơn móc tiếp một mũi móc đơn và di chuyển kim đến các chân của mũi móc xích mà mình nối mỗi chân cũng móc một mũi móc đơn cho đến cuối vòng ha móc đến cuối vòng kết thúc vòng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời và lên một xích sau đó các bạn sẽ móc thêm nhiều vòng móc như vậy nữa, tức là phần miệng mình sẽ không tăng mũi. Các bạn cứ móc đều cho mình thêm nhiều vòng móc như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái độ cao của phần miệng ha. Phần miệng của mình sẽ hoàn tất ở 8 hàng móc tám hàng móc này khi mà các bạn à, cuộn lại á nó sẽ tạo ra được cái phần miệng á à. đây là cái phần môi của ít nè đây cuộn lại gấp khoảng tầm hai đường ha tùy vào cái chiều cao của mũi móc mà các bạn có thể móc thêm cho mình nhiều vào móc sao cho mình gặp đôi lại gặp cái phần miệng đôi lại ha thì nó sẽ không có bị tuột ở đây ta sẽ có được phần miệng túi cũng như là miệng ít rồi nè thì bây giờ mình sẽ móc các cái họa tiết trang trí ở bên trên Phần mắt cũng như là má hồng hai bên công thức móc nó sẽ tương tự như nhau ha. Tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 8 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. 2. Móc đơn thứ ba. 4. 5. 6. 7. Và 8. Có được 8 mũi đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời Móc lên một mũi móc xích Vòng đầu tiên có 8 mũi móc tạo ra 8 chân cho vòng thứ hai Vòng thứ hai móc cho mình 8 mũi tăng vào 8 chân đó Chân đầu tiên hai mũi móc đơn nè Tiếp tục tương tự cho 7 chân kế tiếp ha, móc cho đến cuối vòng Khi móc đến cuối vòng thì hoàn tất vòng móc này mình sẽ có tổng cộng là 16 mũi móc đơn. Kết thúc vòng. Móc lên một xích. Các bạn sẽ tiến hành cắt len đối với hai cái phần má hồng ở đây nè, thì mình sẽ có hai vòng móc theo công thức như vậy. Sau đó mình sẽ cắt len và mình trang trí ở hai bên trên miệng của túi ha. Tiếp tục sẽ là phần mắt nè. Thì phần mắt công thức móc cũng tương tự mặt trước và mặt sau. Các bạn cũng móc cho mình hai vòng móc đầu tiên tương tự như vậy sau đó đến vòng móc thứ ba tiếp tục tăng mũi cho nó có cái độ rộng ra hơn thì vòng móc thứ ba móc theo công thức như sau chân đầu tiên móc một mũi móc đơn chân thứ hai móc mũi tăng ta sẽ có được cụm móc như thế này ha móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng thì kết thúc vòng móc này mình sẽ có tổng cộng là 8 cụm như thế này ha tăng được 8 mũi hoàn tất được vòng móc này kết thúc vòng sau đó móc lên một mũi móc xích Phần mắt mình sẽ tạo cái độ rộng với 3 vòng móc như thế này. Thì đến vòng móc kế tiếp để tạo độ sâu cho phần mắt. Các bạn tiếp tục móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Thì cái phần mắt ở phía trước á, cái trong mắt màu trắng á, mình sẽ móc thêm một vòng móc ha. Mỗi chân móc một mũi móc đơn. Móc cho đến cuối vòng thì kết thúc vòng. Sau đó các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng cái đoạn len này mình khâu vào trong thân của mắt ta sẽ hoàn tất được cái tròng mắt màu trắng ở phía trước nè đây ha đây là tròng mắt ở phía trước thì kết thúc cái tròng mắt ở phía trước thì mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân ở phía sau phần thân ở phía sau thì thay vì móc một hàng móc tăng như cái phần mắt phía trước các bạn sẽ móc khoảng tầm 4 cho đến năm hàng để tạo độ sâu cho phần mắt ở đây mình đã móc lên được bốn hàng móc móc đều cho phần thân sau rồi nè thì tiếp tục cái hàng kế tiếp các bạn sẽ tạo cho mình thêm một hàng nữa bằng với số mũi móc của cái hàng mà mình vừa móc nhưng mà mình sẽ móc ở cái chân nằm bên ngoài để mình tạo một cái đường g cho phần mắt nè để ý ở các cái chân móc của mình nó sẽ có hai đường móc mỗi chân có hai đường nè một đường nằm ở bên dưới và một đường nằm ở bên trên đây là đường nằm bên dưới theo chiều mình đang móc nha còn đường nằm bên trên nè thì tất cả các cái mũi móc của hàng móc này mình đều đâm kim vào đường nằm bên trên chân đầu tiên nè cũng đâm kim vào đường nằm bên trên ha tức là nằm bên ngoài á móc vào mũi móc đơn và làm tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối sau khi móc đến cuối vòng kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một giời lên một xích cắt một đoạn len vừa đủ dài để khâu phần mắt này vào ha khi hoàn tất được cái phần mắt ở phía sau các bạn sẽ lộn cho mình cái hàng móc phía ngoài Lộn một hàng móc đầu tiên ra thì mình sẽ thấy được cái đường móc nằm bên trong nè Ta sẽ còn chưa lại một đường móc như thế này Thì bây giờ mình sẽ khâu hả? Xỏ sợi len màu trắng vào trong kim khâu Và mình sẽ khâu ở các cái chân móc tương đương với nhau Đối với cái phần thân màu xanh á, thì mình sẽ đâm kim vào cái đường móc mà mình chưa ra ở bên trong nè Đâm kim từ ngoài vào trong từng chân móc còn đối với cái phần thân màu trắng mình cũng đâm kim từ dưới lên Nhưng mà mình sẽ đâm luôn vào chân móc ha Vào hai chân móc tương ứng như thế này sau đó khâu lại Khi khâu thì nhớ quốc thật mạnh lại cho cái đường khâu của mình nó khít lại nha Khâu vào các cái đường móc tương ứng với nhau nè Khâu cho đến hết vòng Để cho phần mắt của mình nó được cứng cáp thì khi khâu đến một đoạn cuối cùng, ta còn một cái đoạn hở thì nhồi một ít gòn vào bên trong cho phần mắt của mình được cứng cáp sau đó khâu cho đến hết. Ta sẽ có được cái phần mắt như thế này. Xỏ sợi len màu xanh vào trong kim khâu. Để khâu lại thì mình sẽ luồn cái đoạn len này vào chính giữa của phần thân mắt. Tức là cái phần thân dưới ha. Mình sẽ luồn cái sợi len này vào phía sau. Và những cái chân móc tương ứng nè. Sau đó mình sẽ khâu cái phần mắt này với cái phần thân của túi. khâu hai bên như thế này ha thì phần này mình sẽ khâu ở những cái chân móc tương đương tạo thành một hình tròn như thế này và khâu vào những chân móc tương đương tạo thành hình tròn với cái phần thân túi để cho cái phần mắt của mình nó không có bị nhúc nhích ha nó sẽ đứng lại ở một chỗ cách khâu thì giống như các bạn khâu đồ thôi ha cứ đâm kim vào các cái chân móc mà nó tương ứng với nhau sau đó mình sẽ khâu lại khâu tương tự cho mình cho đến hết vòng tiếp tục thì mình sẽ tạo cái phần dây túi ha các bạn sẽ chập cho mình hai sợi len lại với nhau mình sử dụng kim 4.0 mm để mình móc cái phần dây này tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút các bạn chừa cho mình một cái đoạn len vừa đủ dài ở phía dưới ha sau đó từ đây mình sẽ móc lên hai mũi móc xích. Khi móc thì các bạn nhớ lỏng tay ra một chút đừng móc quá chân tay. Được hai mũi móc xích rồi móc vào cái chân của mũi móc xích đầu tiên một mũi móc đơn. Sau đó ta quay ngược đầu móc lại. Thì các bạn sẽ quay cho mình theo chiều cùng chiều kim đồng hồ nha. Tức là mình sẽ đưa cái tay lại nè, quay cùng chiều kim đồng hồ như thế này. Để ý lúc này mình sẽ thấy hai cái đường nằm chéo với nhau như thế này nè. Nằm song song và chéo chéo thì mình sẽ đâm kim vào đường chéo thứ hai ha vào hai sợi len luôn nè móc vào đây mũi móc đơn tiếp tục quay ngược đầu móc theo cùng chiều kim đồng hồ lúc này thì mình sẽ thấy khác so với cái lần đầu tiên các bạn sẽ thấy cho mình một cái tròn gồm bốn cái sợi len như thế này bốn cái sợi len này ha đây quay ngược à, quay cùng chiều kim đồng hồ nè thì mình sẽ thấy bốn cái sợi len ở đây ta sẽ đâm kim vào bốn cái sợi len này luôn móc vào đây mũi móc đơn tiếp tục quay theo cùng chiều kim đồng hồ ha và mình cũng thấy bốn cái đường móc này cũng đâm kim cho mình vào bốn cái đường này mình có thể dùng ngón tay cái của tay trái mình ấn nhẹ cho nó lên cái đầu kim ha móc vào mũi móc đơn nè tiếp tục quay cùng chiều kim đồng hồ và làm tương tự cho mình ha quay cùng chiều này thì mình cũng thấy bốn cái đường móc ta cũng đẩy cái bốn cái đường móc này lên trên kim ha khi mà các bạn đẩy các bạn nhớ đẩy cho mình ở phía trước chứ đừng có đẩy ở phía sau nha đẩy ở phía trước như thế này dùng cái ngón tay cái ở bên này đẩy nhẹ bốn cái đường đó lên trên kim nè móc vào mũi móc đơn và mình cứ làm lần lượt tương tự như vậy ha cứ quay cùng chiều kim đồng hồ thì sẽ thấy bốn cái đường móc đó đưa bốn cái đường móc đó lên trên kim móc vào mũi móc đơn móc tương tự cho mình cho đến khi mình đạt được độ dài của cái sợi dây ha quay cùng chiều kim đồng hồ nè đưa bốn cái đường móc đó lên trên kim móc vào mũi móc đơn Sau khi tạo ra được cái độ dài của cái sợi dây rồi thì móc lên một bụi móc xích, sau đó cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài ha. Mình sẽ có được cái họa tiết của sợi dây như thế này. Ở đầu ban đầu mình cũng chừa một đoạn len vừa đủ dài và ở sau mình cũng chừa một đoạn len vừa đủ dài. Các bạn sẽ sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu. Sử dụng những cái càng cua nhí, mình sẽ đưa cái đầu của càng cua nhí vào và các bạn sẽ khâu lại ha. Mình sẽ khâu vào cái chân móc mà mình vừa móc mũi kết thúc nè của cái phần sợi len với cái vòng tròn của cái phần càng cua ha. Tiếp tục ở đầu dây thì mình khâu thêm một đoạn ở bên này cho cái phần dây của mình nó được dày hơn. Các bạn có thể khâu khoảng tầm 4 cho đến 5 đường ha với cái họa tiết càng cua của mình nè Đây mình sẽ nối lại được cái đầu dây với càng cua Để giấu cái sợi len thừa này cũng đơn giản thôi ha Các bạn sẽ đưa kim xỏ sợi len lên phía trên Sau đó mình lần lượt sỏ sợi len vào chính giữa của cái sợi dây mà mình tạo nè Nó sẽ có cái độ họ ở bên trong ha Khi các bạn luồn kim lên thì mình sẽ thấy Để cố định lại được cái sợi len thì nhớ lùi về một chân móc Sau đó mình mới kéo lên các cái đường tiếp theo ha kéo sợi len lên nè sau đó tiếp tục lùi về một đường móc lùi về một đường móc kéo sợi len lên phía trên tiếp mình sẽ giấu một đoạn vừa đủ sau đó cắt cái đoạn len thừa đi ha thì như vậy là cái sợi len thừa của mình nó sẽ không có bị tuột ra ngoài ta sẽ hoàn tất được cái đầu càng cuông như thế này các bạn làm tương tự cho mình cho cái đầu còn lại ha ban đầu mình cũng có chừa một đoạn len á thì cái đầu này mình cũng làm tương tự như vậy ta sẽ có được cái sợi dây đeo như thế này đầu càng cua này mình sẽ gắn ở bên thân hông của ít gắn ở ngang miệng nè mình có thể xỏ vào các cái chân móc tương ứng cho đầu còn lại luôn hả khi hoàn tất được sợi dây rồi thì các bạn tiếp tục hòa hoàn tất cho mình các cái họa tiết trang trí của ít mình sẽ sử dụng keo nến dán hai mắt ở hai bên cũng như là dán cái phần má hồng ở hai bên của miệng nè ta sẽ hoàn tất được phần thân túi như thế này. Phía trước túi thì các bạn có thể trang trí cho mình một họa tiết ngôi sao hoặc là móc khóa ít cũng được ha. Thì họa tiết ngôi sao với móc khóa ít mình sẽ hướng dẫn ở bài sau nha. Phần miệng của túi là mình sẽ nhét cái điện thoại vào bên trong. Bên trong thân túi thì nó cũng có cái độ rộng vừa phải, mình cũng có thể nhét thêm một số phụ kiện vào bên trong. Thì mặt áp với lại phần yếm cũng như là phần thân á, mình cũng có thể nhét thêm một số phụ kiện ở bên ngoài như là tai nghe hoặc làm chìa khóa cũng được ha mặt trước cũng vậy nè nó sẽ đỡ chiếm diện tích hơn khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha chúc các bạn móc thành công